Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì em thường xin phép được giới thiệu giao lưu với mọi người một gốc hương đá căng ba này. Đấy, hàng tinh đông đặc lại có nu này, nu. Đấy, nằm chính diện luôn. Cục đây là 102 kg các bác nhé, 102 kg. Thì cục này có kích thước chiều cao là được bỏ lại quên mất rồi. 78 các bác nhé. Cục đây là có kích thước chiều cao là được 78 này. Ngang từ đây qua đây 1m1. Còn cái chiều rộng của cái rễ này là toàn 40 không này, 40 không này. Nu này các bác này. Nu nhé. Đấy. Ok. Thì cái chiều sâu này. Chiều sâu từ cái chỗ này, từ chỗ đây các bác nhé, sang đây là được 45. Còn đường kính là đọc cái chỗ đây không này, 30. Đấy. Còn trên ngọn đây, trên ngọn đây là 15 16. Đấy. Trên ngọn này 15 16. Đây, có nu này, nu này. Hàng tinh lõi này, 102 kg. Đấy. Mặt này qua đây các bác này, mặt này qua đây 90. Nói chung là cái rễ toàn chiều dày của nó toàn 40-45, cái đây được gần 50 chiều dày. Đấy, đây là cái bệnh rễ, nó có cái chỗ này, khe này. Nói chung là cắt ra tiện cũng được cái bình 30. Còn để đục tùy các bác nhé, đục nào tùy thích của mọi người thôi. Nó đục là ok nhé. Đấy, nu. Rồi cho các bác xem phần đế. Đế thì nói chung em cam kết đặt rồi, thì em chụp sau nhé. 102 kg. Anh chị bạn nào thiện chí thì cứ liên hệ em số điện thoại là 0338 918 991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em.